السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله أنبونا بأ الله سبحانه وتعالى هدايما الحمد لله أنبونا بأ طنبي هدايا المسلمين والمسلمات كون بان تعليم باي في وقتوني Allah subhanahu wa ta'ala chgoy ha thon pot kat rahmat ma ba tong bi phong gai me mu gai dai ai tan bun gai tan dot lam sla ba tong bi kau alhamdulillah cảm ơn Allah subhanahu wa ta'ala đã trở lại học hôm nay là ngày thứ 6 alhamdulillah cảm ơn Allah subhanahu wa ta'ala ban nhiều pot kat rahmat cho chúng ta vào ngày ngày tháng Haji alhamdulillah okay Arabic lên là cầu ba hà tao tổng biết tại sao vậy nè nhé khai ni nhé plan ni để plan dùn hết cha tàn hà plok khai plan dùn hết cha ni nhé hà plok khai cùng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hôm mía tổ làm hadith ba chớ tổng biết phong đời ba khan tổng biết phong đời đẹp đời ba lô lô ngạ am anh bài tát lô lô tổ làm hà plok khai ni tàn hà plok khai ni nhé hà khai cùng là xem tớ là biết chừng gang tổ là tuần gia ni tan nên cái ahu là mà lại xem chương plan ở Ramadan nào cái, cho nên này tôi cái tông phong thái này lô bài lô ngại bài thất tọt nằm plan này, do tông phi phong thái hồ bài yếu mới nhé, tọt làm mà làm YouTube đó hồ Doctor Abdul Halim, tan Basrun, tan Tun Yakub, Tun Bari, tan Tun cái vợ nên hồ miài lo mừng phát thì lật xem cứ cùng plan dùn hijjah ni alhamdulillah yoga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya Bukhari lai ma min ayyamin al amal salih fihi ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadin ayyam Nabi Rasulullah tihu ha khai layya wa tala bih sim jing lam haplok maksudnya lam haplok khai làm plan haji ni ô càng suy kỳ là ya Rasulullah walan jihadu fi sabilillah nabi insula ya Rasul ya hai thế nào jihad nó hồ xem chừng nào ok ya Rasulullah nabi lại walan jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja min dhalika bi shay nabi Rasulullah alaihi wasallam lại walaupun jihad cái đây ya lai no jihad nan ya habi lai gang la kai nan yo to pya na jihad to hi nau la hut mana nyu pa dom jihad nan ba gang nan to la bisem jang sem jang ya lai gang nan to pya an jihad min ta ta bi to wa sang nyu ka jin nyu to ma sang min gang nan ti hu lai sem lo tu nu lai lam hap lo khai lo planachino nan na planachino ya plan gum pat kat rahmat pai ko tong bi phong kai nan ya pai ngại và tận lô làm hạp lô lâm hạp lô khay làm plan hạt chì ni ta làm plan hạt chì ni để có thâu hô khay hô sa khay cũng xem chừng gian tổ là tụng nhà nên khay arafa quay tổng biết phong thầy cho vào rồi mừng bà khay arafa nên hát hấp lại tổng biết phong thầy bằng lô đầu tuần doctor Abdul Halim ok alhamdulillah trước khi vào bài học inshallah mình muốn nói về một hadith của Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam đây là hadith đây là những việc làm trong tháng Dhul Hijjah 10 ngày đầu tiên của Dhul Hijjah mà Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khuyến khích chúng ta nên làm nhiều ibadat trong tháng trong 10 ngày của tháng Dhul Hijjah này như hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anhi Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma min ayyamin ma min ayyamin amalun salih
أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. Nabi Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam có nói không có ngày nào mà tốt nhất, tốt hơn trong 10 ngày này, trong 10 ngày nào, trong 10 ngày trong tháng Dhul-Hijjah này. Cho nên mình Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mình hãy nên làm cái 10 ngày này là ngày mình là tốt, là tốt hơn trong tháng Ramadan nữa. Nhưng mà tất như tất cả anh chị em đã biết, đã nghe trong tu in ya sa đã nói về trong 10 ngày đầu tiên của tháng rồi, của tháng tháng Dhul-Hijjah này. Cho nên mình khuyến khích lại, nhắc nhở tất cả anh chị em lại là mình nên làm, mình nên, đây là cơ hội một năm chỉ có 10 ngày này thôi, một năm chỉ có 10 ngày này, cho nên mình cố gắng, mình nên làm. Inshallah subhanahu wa ta'ala, nếu mà Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận những lời, những cầu nguyện, những ibadat của mình trong trong 12 ngày, trong 10 ngày, trong tháng Ramadan, trong tháng Dhul-Hijjah này, là mashallah, như hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngày này, 10 ngày này là ngày tốt nhất cho tất cả 12 tháng, alhamdulillah, thậm chí tốt hơn trong tháng Ramadan. Tại vì trong tháng Dhul-Hijjah này là có một ngày gọi là ngày Arafah, và ngày sau một ngày Arafah thì mình làm là làm theo sunnah của Nabi Ibrahim alaihi salam, thì mình đi kurban, làm kurban. Cho nên mình khuyên tất cả anh chị em, tất cả anh chị em có khả năng một năm chỉ có một ngày thôi, một năm chỉ có một ngày, mà alhamdulillah Allah subhanahu cho chúng ta được 3 ngày làm kurban, làm sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. Cho nên 10 ngày alhamdulillah là ngày tốt nhất, và có trong có 3 ngày mình nên làm kurban. Nếu mình có khả năng thì mình làm kurban giết một con dê, hay là một con cừu, hay là 7 người cho một con bò cũng được, alhamdulillah. Cho mình nên làm, inshallah tất cả anh chị em nào làm, nếu mình có khả năng làm ở đây thì alhamdulillah, nếu mình không có khả năng làm ở đây, ví dụ mình bận quá, thì mình inshallah thì mình gửi tiền đi bà con anh chị em mình ở quê làm cũng được. Cho nên mình khuyến khích tất cả anh chị em, nếu mà anh chị em nào mà có định tâm, có ý định làm kurban trong trong năm này, thì mình bắt đầu niệm từ ngày hôm nay cho tới ngày Raya Idul Adha. Khi mà tới ngày Raya Idul Adha thì mình đi semayang hành lễ Idul xong, rồi mình đi khắc cổ kurban inshallah. Cho nên inshallah và tôi cũng làm, mình cũng làm kurban trong tháng trong năm này inshallah, mình cũng làm. Cho nên mình, nếu mà anh em ở bên Mỹ hoặc là bên nào muốn làm kurban inshallah thì muốn làm, thì nếu không có chỗ nào làm thì inshallah làm với tôi Mahmoud cũng được, làm với mình cũng được inshallah. Có còn có bà con ở bên Campuchia có gọi qua thì tôi Mahmoud có kurban trong tháng này. Nếu mà có kurban alhamdulillah, nếu không có kurban thì không sao inshallah. Cho nên một lần tôi khuyến khích tất cả anh chị em nên làm kurban inshallah. Đó là hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyến khích chúng ta nên làm kurban, và đó là sunnah mà Allah subhanahu wa ta'ala, mà Rasulullah sallallahu alaihi wasallam đã hướng dẫn, đã cho chúng ta, đã khuyến khích chúng ta làm kurban alhamdulillah. Ok, hôm nay mình sẽ học tiếp bài số, cũng là bài số 15, và bài số 15 này là inshallah mình học tới bài số số 8, số 7, số 7 inshallah. Ok, ok. Hả? Phun bài khai ni na te ba phun bài thì học lớp mới, phun bài lớp mới page na na san lan lớp, bài học số 15 trang 90, bài học số 15 trang 90 inshallah. Ok, trong cái tài sản bất tạm nào, bất kỳ việc nào như thế bộ lỗ hữu tổ lập này kỳ tạp, page xung lăn lúc lên hồ gạo lòng ngọn này. Bên này, và chếp này, ikra waktub, bài đàn gạc, viết và đọc. Đọc, xin lỗi, đọc và viết, ikra waktub. Số 1. ذهب أبي إلى القاهرة قبل الأسبوع
mình để dấu bà con này, để dấu cho nó dễ đọc hơn. Zahaba abi ilal qahira ilal qahira qabla usbu'i ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوعي. مكوه ناو بقاهرة قاهرة قاهرة نانجا دي تنفو دي بلاي إيجيب بلاي إيجيب قبل الأسبوع لو تيت ناو لو قبل أس قبل لو أسبوع نانجا تيت منا تيت ناو تيت قبل الأسبوع ناو بلوه ناو بلوه حتيت نيو قبل الأسبوع قبل الأسبوع ناو بلوه حتيت نيو ذهب أبي إلى القاهرة قبل الأسبوع مركو هو ناو دي كرون دي تنفو دي كرون دي تنفو قاهرة قبل الأسبوع تيت بلوه ناو تيت قبل الأسبوع لديت بلوه ناو قبل الأسبوع ديت بلوه ناو قبل تلاو أوكي با của tôi ba của tôi đi đã đi ذهب đã đi القاهرة đi القاهرة القاهرة là thành phố ở Ai Cập thành phố ở Ai Cập قبل الأسبوع tuần trước قبل الأسبوع là tuần trước متى خرجت من الفصل يا محمد؟ خرجت بعد الدرس. متى خرجت من الفصل يا محمد؟ يا محمد خرجت بعد درسي هل تبيعنا من سلا من بين وهي محمد خرجت هل تبيعنا من فصلي من بتوب باي متى من بين يا محمد خرجت كاو تبيعنا بعد الدرس هداي من باي بلو هداي من باي بلو بعد نن هداي الدرس نن يه باي نن هداي من باي بلو متى قلنا خي ناو خرجت بان دارا من فصل طلب يا محمد هاي محمد خي ناو بان دارا خوي لوب يا محمد هاي محمد خرجت tôi đã ra بعد الدرس sau giờ học خرجت بعد الدرس tôi đã ra بعد sau درس giờ học tôi đã ra sau giờ học ذهبت إلى المسجد ذهبت إلى المسجد قبل الأذان كوهنا مسجد تلومن بان ذهبت كوهنا ذهبت نكوهنا إلى المسجد نبع سمكي قبل تلومن أذان تلومن بان ذهبت tôi đã đi إلى المسجد đến مسجد قبل trước الأذان trước أذان tôi đi مسجد trước أذان câu số 4 thì ba متى ذهب
ammuka ila riyad ila riyad ya amina zahaba qabla shahrin zahaba qabla shahrin mata zahaba ammuka mata zahaba ammuka ila riyad ya amina zahaba qabla shahrin mừng tiên zahaba nào ammuka miu là cay hư miu ammuki oh ammuki sorry ammuki không phải ammuki ammuki mata zahaba ammuki ila riyad ya amina mừng tiên nào miu hư ba riyad hơi amina mà này là vừa hơi amina miu hư nào riyad mừng tiên mừng tiên zahaba hô nào có bao là shahrin hô nào tiếp lo nào ha plan shahrin plan shahrin là plan plan shahrin plan plan lo nào plan lo nào à khi nào chú hoặc là cậu bạn đi Riyadh hỡi Amina khi nào chú của bạn đã đi đi Riyadh chú của bạn đi Riyadh khi nào Zahaba qabla shahrin đã đi qabla shahrin tuần trước tháng trước sorry shahrin là tháng đã đi tháng trước shahrin mata zahaba ammuki ila riyadh ya amina zahaba qabla shahrin aqbala aqbala salati zahabta ila al mat'am mat'am ila al mat'ami la zahabtu ba'das salati zahabtu ba'das salati nên lọc của hadith này quá nghe ok أقبل الصلاة أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة أوكي أدك قبل الصلاة أدك تلاو من سمين قبل تلاو من سمين ذهبت هنا مطعم hơn nào một ăn khi một ăn ở restaurant một ăn ở restaurant là đã ô giờ hấp chú câu hồ nào bạn đã sợ là hà đầy mừng smiang lo hà đầy mừng smiang lo có bao là có phải trước giờ hành lễ trước giờ sợ là bạn đã đi nhà hàng phải không là không giờ hấp và chú tôi đã đi ba'da salah tôi đi sau samyang sau salah sau salah à bạn gái lần nữa số 1 zahaba abi ila al-qahira qabla usbu'i mới câu hồ nào thì trong qahira halau atit lo nào ba của tôi đi đến thành phố Qahira ở Ai Cập tuần trước. Câu số 2, đi qua. Mata kharajta min al-fasl ya Muhammad? Kharajtu ba'da ad-darsi. Khi nào bạn đã ra khỏi lớp hỡi Muhammad? Tôi ra khỏi lớp sau giờ học. Hư tập ya nào? Mừng salam bien hỡi Muhammad. Câu hô tập dạ nào hạt đầy bứng phải lo.
Câu số 3 thì câu Zahabtu ilan masjidi qabalal adhan. Tôi đi đến masjid trước giờ adhan. Lên hô nào xâm ký thầu mừng bàng. Thì ba Mata Zahaba ammuki ila riyad ya amina Zahaba qabala shahrin. Khi nào chú hoặc là cậu của cô đi Riyadh hơi Amina Zahaba qabla shahrin đã đi tháng trước qabla shahrin đi tháng trước mừng biến miu hư hô nào kỳ Riyadh hơi Amina kết hô nào thầu mừng thọ kết nào làm loh nào làm thầu nào kỳ lâm mư số 5 أقبل الصلاة ذهبت ذهبت أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة أذكر هناو سمين أذكر لو من سمين هناو مطعم كي تيهو جاو أو لا كاو ناو هداي من سمين بلا có phải trước giờ hành lễ trước salat bạn đã đi nhà hàng phải không? Không, tôi đi ba'da salati sau giờ hành lễ. Ok, tôi biết tại sao tên tôi biết bên này. Đầu kết lên chạy bên này là đầu kết lên cái cú tọ khả la ni, tàn cú tọ khả la ni, tàn cú khả la ni, tàn cú khả la ni, khả la ni. Đầu kết lên cú khả la nắng. Bằng, tại sao mình để ghi chú bên gặp dưới ở đây? Có bà lần ô sport, ba'da darsi, قبل الأذان قبل الشهر قبل الصلاة وبعد الصلاة tại sao mình gạch ở dưới một cái gạch nè قبل قبل أسبوع عي قبل أسبوعي بعد الدرس بعد الدرس قبل الأذان قبل الأذان قبل 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 الشهر قبل شهر قبل الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة ok bạn hãy nhớ đi tất cả cái từ này là trong mình قبل بعد قبل بعد tại sao tôi cái yếu bên này cái yếu cái hạ bì là bộ cái này chạy cái này قبل طلعوا بعد هذاي thảo là qabla nó nghĩa là thảo qabla có nghĩa là trước ba'da có nghĩa là sau qabla là trước qabla là trước ba'da là sau qabla là trước ok khi nào mà mình thấy chữ qabla thì những từ mà đứng lần sau của nó là luôn luôn là dấu y giống như là qabla usbu ai phải là ai phải luôn luôn để là ai qabla usbu
ai. Khi mà thấy từ Kabbalah thì câu thì những từ mà sau của Kabbalah là luôn luôn là để ở từ, dấu của nó là luôn trở thành dấu y. Kabbalah usbu'i, Kabbalah azani, Kabbalah azani. Cái ai tôi mới khao lại hạt biển vay nhé, của cô khế nhé, mai hạt tẩy bưng Kabbalah này nhé, và chấp nhu năn nhé, đó chế phế tỏa khả là usbu'i Kabbalah azani. Dạo như năn nhé, chế phế tỏa khả là tổng bi Kabbalah usbu'i, Kabbalah azani. Hay hay cho là Kabbalah usbu'a và năn nhé chung, hay usbu'u có được chung ngay, như năn nhé Kabbalah usbu'i Kabbalah azani, Kabbalah cái việc các bạn đạo Kabbalah shahrin, cái đạo wajib đạo rin shahrin, Kabbalah salati, Kabbalah salati, bọn nên nhớ, hạt biển lấy hạt thầy mừng phù gô Kabbalah wajib nhu nên nhớ đạo quế cái tổ cả là nhu Kabbalah azani. Kabbalah usbu'i kedua ba'da ko chinyonan gai ba'da habel hadai mung ba'da nanya wajib pengnyonan to kala gai ba'da darsi ba'da salati ba'da ad-darsi ba'da as-salati ba'da darsi ba'da salati. Yunana tong bi tes a de nan bo nan sa ha pi la yi hu to bo go nen ba da qabala wa chep ge yunan mai to ka la tong bi ha pi la yi pe bo le ba da qabala qabala gi qabala 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 al usbu' qabala al salah qabala al qabala có bộ một bố găng miệng lại cái này là trước ăn cơm dua có nghĩa là dua u qabala ta'am ta'am cái dua qabala ta'ami và chấp nhận mi dua trước giờ ăn cơm dua thật lâu mừng gần hoa như này này biết là có bao la như nhận nhận ai dua có bao la sola dua cái dua có bao la dua tâm địa giờ dua cái mình cũng kêu là dua un dua u có bao la có bao qabla as-salati du'a trước sembahyang du'a trước sembahyang cũng nên sau du'a sau qabla là luôn luôn là chữ y nên nhớ Allah subhanahu wa ta'ala miêu trong Quran ghi đâu vậy à làm Quran cái đấy làm biển lai cái đấy hà biển lai tuyệt bút của Kabbalah tàu bạc đà này nhé và chép lùn lùi như nên kia như nên nhé mai tổ cả là tổng pi à dua Kabbalah salati hà sa gái bạc đà
bạn đã có chỉ vô đơn gây bạn đã hạ biến lệch đào bạn đã bạn đã bạn đã hạ thầy và gần gần bố gốc kê em hạ thầy bố nhu năng nhớ thầy đào kê chế việc là bạn đã tỏ am Dua ba'da ta'ami Dua sau giờ ăn cơm. Sau giờ ăn cơm, dua ăn cơm xong hoặc dua hạ đầy mọi sao kia Alhamdulillah. Dua ba'da ta'ami hoặc là dua ba'da wudu. Dua ba'dan wudu wudu i du'a sau gì sau lấy nước sao mà yang du'a i ok bữa nay tông biết cái sai đơn cứn để tông biết về để thao này hạt biển lấy bồ gô có bả là à tàu bạc đà nên hạt đầy mưng bồ gô nhiều mai nên hạt đầy mưng nhiều nên dạo chạy cái tội cả là tông đi bữa nay vậy phải cả nâu phải cả grammar phải cả tập cả nâu nên cho nên tất cả anh chị em luôn luôn nhớ rằng nếu mà thấy chữ bạc đà và chữ có bả là thì tất cả những chữ mà đến sau của nó là luôn luôn để dấu y luôn để dấu بعد الطعام دعاء بعد الوضوء دعاء قبل الطعام دعاء قبل الصلاة دعاء قبل الأذان okay الحمد لله đó là bài tập số số 7 nói về قبل và بعد so mình luôn luôn nhớ hai cái từ đó bộ năn như chùa bộ gốc năn như quầy trong bi phong thể như đọc cái năn chùa bộ năn hà viên lấy hà tây bằng bộ năn để dọ thâu lại alhamdulillah nhu nên như mai kệ việc tổ cả là như hay hay kệ lại có bộ là tòa á mà có bộ là tòa á mi chung nhu nên như kỳ hữu dọc ô tại mà yên lập ni với page xâm năn lúc xá page xâm năn lúc xá page trang 81 Inshallah hai ni de ba bi ba pun ba fun inshallah. Okay, trang 81. À trang 91 sorry, trang 91. Samnan dosa. Aina zahabta ya akhi? Như thế là aina أين ذهبت يا أخي يا أخي أين ذهبتم يا إخواني أين ذهبتي يا أختي أختي أين ذهبتن يا أخواتي أنا ذهبت نحن او انها وقت نحن ذهبنا ذهبنا
Okay, vậy phao cho bác vì đấy thế yêu cầu biết aina zahabta ya akhi aina zahabtum ya ikhwani aina zahabti ya ukhti أين ذهبتن يا أخواتي؟ أنا ذهبت. نحن ذهبنا. Okay. Bên này mình gọi là mufrad. Mufrad, 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 mufrad có nghĩa là số ít, có nghĩa là hasa. Còn đi jamu. Jamu, jamu. Chúng mua bên đây nhé, cái lô. Ok, cái này bên này là số nhiều, bên này là số ít. Số ít như thế nào? Số ít là aina akhi, akhi là số ít, akhi là số ít. Số ít của nó bên đây là zahab, zahabta, zahabta, aina zahabta, aina zahabta, ya akhi, ya akhi, aina zahabta. Hỡi hỡi akhi, aina bạn đi đâu? Zahabta bạn đi đâu? Ta, ta là ngôi, là cái này gọi là domit muttasil. Inshallah mình sẽ đọc nó. Domit muttasil. Aina zahabta ya akhi? Bạn đi đâu hỡi ya akhi? Aina zahabta ya akhi? Hỡi hai tên câu hư nào hay? Hư nào hay? Ta. Aina zahabtum? Aina zahabtum? Tum là số nhiều. Ya ikhwani. Ya ikhwani là hỡi anh em của tôi. Anh em của tôi là số nhiều. Akhi là số ít. Ikhwani là số nhiều. Ta là số ít. Tum là số nhiều. Aina zahabtum? Các bạn đi đâu? Các bạn đi đâu? Ya ikhwani, hỡi anh em của tôi. Zahabtum, zahabtum, số ít, zahabta, số nhiều, zahabtum. Từ này là muzakkar, bên này là gì? Đây là muzakkar, muzakkar, muzakkar có nghĩa là chúng ta bên nam giới. Cái này giống được, cái này càng là cay, càng là cay nên zahabta, zahabtum. Bên này muannas. Muannas, muannas thuộc dạng là giống cái hoặc là nước may, giống giống cái. À, bên là female. Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabti ya ukhti? Bạn đi đâu hỡi ukhti, hỡi chị tôi hoặc là em tôi. Hơi nam hay và hơi hai tên câu, tên câu tao thầy cái máy, tao thầy là cây. Thầy cái máy tao thấy tao ai ai cái máy này ukhti. Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna? Tunna ya akhawati? Akhawati là số nhiều của ukhti. Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhawati? Có hiểu không này? Bọn này từ thầy, bọn này các máy, bọn này các là cây. Bọn này các máy, bọn này các là cây. Bọn này, ana zahabtu, nahnu zahabna. Ana, ana zahabtu. Yeah, câu hôm nào, câu bọn này zahabtu mà là now past, now block here. Bọn này là past tense, bọn này là động từ quá khứ. Khi bởi vì mẹ có lỗi nhớ ana zahabtu, ana zahabtu. Bởi vì câu hồ nào lỗi nhớ giờ phong câu ngại bớt nahnu, nahnu zahabna,
nahnu zahabana nahnu zahabna ya là phong đấy nahnu ana bốn anh mufrad hasa là số số ít số nhiều là nahnu nahnu là số nhiều zahabana zahabana nahnu thành na ana thành tu nah ana zahabtu nahnu zahabna bọn đi nhá để thao cái gạch cái bọn đi gạch cái yêu cầu bên ngay chấm mộ yêu cầu bọn đi mua phát bọn đi cái chấm mộ bọn hãy tạm biệt tại sao nữa ana zahabtu nahnu zahabna zahabna yêu lại yêu đẹp mẹ câu bằng lohia câu bằng lohia nhưng tôi đã ăn tôi ana akantu ana akantu nahnu akanna nahnu akanna nếu mà zahab nữa mà ra'aitu có nghĩa tôi thấy ana ra'aitu ana ra'aitu tôi đã thấy lên hồ bồ lo hiơ ya ana pu tông cái phong thể của họ nahnu ra'aina nahnu ra'aina bố bố mẹ làm con ihdi nasiratal mustaqim bố mẹ làm con ihdi nasiratal mustaqim bố mẹ lại ihdi nasirat ihdi asan bố bố kau bố ni men kau tua bố ni men tan jet na ihdi na ihdina cái to phong cao hai vế khi mình đọc trong pha tiếng mình trong pha đó là ihdina có nghĩa là chúng tôi ya Allah soi sáng chúng tôi hoặc là chỉ chúng tôi ihdina nè nahnu na có nghĩa là số nhiều của nó ok to làm tôi biết bữa nay nè tôi biết cái thao lại zahabtum số nhiều cho nên nè zahabtum ذهبتي ذهبتنا انا ذهبت نحن ذهبنا بطون دي بني يعني دمير متصل ان شاء الله تي كان تاو نيو لو لو تو لم قران لو بي بي تو بطون بي تو تو مير ني ني لم قران يو بو لو لو تو مير هي بطون بي فون هي كاو بطون بي فون كاو بني تا تي تو تو لم قران ان bố làm lô lô đó là nên alhamdulillah hôm nay tôi biết phong thầy thầy thao lại alhamdulillah bộ đo miết mua fraud mua giấc chết và nên năng về cái thầy hạt thầy mới giác thầy thầy bố làm Quran thầy thao ô bộ nên mạng nào nơi dân có nên mạng nào nơi dân ok inshallah hôm mô gái giác là hôm mô gái thầy tlap mái thầy review hợp bằng cái thầy ôn inshallah nếu mà có thời gian mình sẽ ôn lại bài này ngày mai mình sẽ ôn lại tất cả những tòa miệng này inshallah có khi nào gọi là tòa miệng muttasil và tòa miệng mumfasil là như thế nào inshallah ngày mai mình sẽ ôn lại bài này cho chắc inshallah ok hãy kể đây nhé để ý hả bạn gái phân bại thì phân bại nên nên và chết nên nên bên phải gặp như năng inshallah làm Quran thể tóm lô hay biết là thể tóm làm Quran mai nên nên thế bố lại ô bọn này mua fraud bọn này giam bộ bọn này hạ sa bọn này tòa nên lồi lồi nên ok al kalimatun jadidah lên trang gạ bia ô thì ai còn thao vi hiểu trong cái từ này mình không cần viết ra tất cả anh chị em mình cũng biết ok ví dụ là al kalimatun jadidah mình viết ra thì nó biết al kalimatun al jadidah những từ mới al-kalimatun jadidah số 1 là qabla có nghĩa là talau trước qabla ba'da
Ba'da có nghĩa là hadai. Hadai sau. Ba'da kaifa. Kaifa tabda yawhaba. 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 Kaifa như thế nào? Như thế nào? Kaifa là như thế nào? Mata. 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 Mata soal về mừng biến thì lại cái mata như lại khi nào? Mata khi nào? Hab vóc tu hay con nhau mata vóc tu hay con habir hay al-usbu'i al-usbu'i này nhé. Có nghĩa là tiếp ha tiếp tòa tiếp nên tiếp có nghĩa là tuần có nghĩa là tuần tiếp tòa tiếp ash-shahru ash-shahru Ash-shahru. Ash-shahru kan ni bulan. Tang. Al-adhanu. Al-adhanu bang, kan ni lah adhan bang. Bang. Bang có nghĩa là azan cũng là azan lời kêu salat đi salat cũng là azan azan cũng là azan salat các ta cần biết salat salat raja'a raja'a có nghĩa là talab mai talab mai Talab mai trở lại hoặc là trở lại trở về trở lại trở về ikhtibaru ikh bên trên này ha ikhtibarun ikhtibar Ikhtibar palang thi palang palang cái này thi ok kalimat jadid ngôn từ mới. Mạng pháo tử vấn. Có bà la. Vì sao có bà la nên là tàu lâu. Như này trước tàu lâu. Có bà la tàu lâu. Bạc đá nên là hà đầy. Bạc đá hà đầy. Sau. Bạc đá hà đầy. Hà đầy có nghĩa là sau. Cái pha tâm thật như là dâu hà bơ. Dâu hà bơ. Như thế nào? Như thế nào? Cái phở như thế nào? Mata. Mata. Habir lay. Habir lay. Khi nào? Khi nào?
Al-usbu'i dip có nghĩa là tuần. Ash-shahru bulan đầu tháng bulan. Al-azanu là nhạc bang đầu trở lại azan gọi là azan tiếng kêu salat. Salatun as-salatu là salat là hành lễ. Raja'a có nghĩa là trở về hoặc là trở lại ikhtibarun quý tụng là ikhtibarun có nghĩa là plan nghĩa là thi cử thế này nhỏ usbur ikhtibarun. Ok, từ mới của nó cũng không có nhiều cái này. Uskab ala ba'da kaifa sala mata usbu' ash-shahr al-adhan raja'a. Ok, alhamdulillah, đó là bài học ngày hôm nay. Ok, trước khi xóa cái này hết đi mày. Raja'a. Mình raja'a có nghĩa là trở lại. Hoặc là tlop mày. Ana đào vụt thầy tôi biết phong thầy đào ro trả a phô đó ro trả a nên nhé tôi lắp mày ana ok vậy là ana ro trả cái ro trả tu ana ro trả tu min al masjid ana raja'tu min al masjid kauhu talab mai min sabgi tôi đã trở về trở từ masjid raja'tu ana raja'tu nahnu raja'na nahnu raja'na minan masjid nahnu raja'na anta raja'ta minal masjid Antum tộc biết phương hướng. Antum Raja'tum minal masjid. Antum Raja'tum minal masjid. Anti Raja'ti minal masjid. Antunna antunna raja'tun na minan masjid bọn này phải tổng biết phần này thao này inshallah tổng biết phần này gần như là domir muttasil domir hô tập bọ máy là domir muttasil inshallah hãy kể thể vậy hãy kể domir muttasil hãy kể domir mumfasil inshallah thì các bạn phải nhau. Inshallah ngày mai mình sẽ học khi nào mình gọi là domir muttasil và domir munfasil. Domir muttasil và domir munfasil là có trong Quran rất là nhiều trong Quran. Trong Quran có rất là nhiều những từ ta ti hoặc là na hoặc là nu hoặc là antunna có rất nhiều trong Quran. Nên là phun bài tạo cái những đoạn Quran nên luôn là phun bài nên anta anti antum antunna nên như lo alhamdulillah đó là bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Allah subhanahu wa taala chấp nhận, cảm ơn subhanahu wa taala ban nhiều phước lành cho lớp học cho chúng ta, cảm ơn subhanahu đã ban nhiều berkat rahmat cho chúng ta và cảm ơn subhanahu wa taala tu tập tất cả chúng ta.
trong thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cầu Allah Subhanahu wa Ta'ala tổng đồng với phong thầy mẹ mừng thầy tổng sống cả Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban-nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.